xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay bọn em bàn giao một siêu phẩm là bộ ghế móc chắc tàu cũ. Đây là bộ kích thước ngoại cỡ phiên bản đặc biệt cho bác Đường. Bác có địa chỉ ở Minh Khai, Hà Nội. Dương Liễu, Hà Nội. Đây là bác Đường đấy ạ. Và nhân đây em rất là cảm ơn anh Đường nhé, đã ủng hộ tin tưởng để mua cái sản phẩm này với đồ cũ Bùi Tuấn. Em chân thành cảm ơn anh và chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công trong mọi lĩnh vực nhé. Cảm ơn em. Thì tôi cũng là cái duyên thì anh cũng đúng là trong đầu định mua bộ ghế ít tiền nhưng mà nên thấy bộ ghế của em nó ưng thì tôi thì cũng lựa chọn là tôi thì cũng là cái duyên rồi thì anh để cho em. Thì anh cảm ơn em. Em cảm ơn anh. Đấy là những lời chia sẻ rất là thật của anh Đường nhé. Thì anh Đường lên đơn vị thì mới đầu là tính là mua bộ nó vừa tiền hơn nhưng mà bộ này nó đẹp quá. Đấy thì anh mới đưa vợ anh lên thì cả hai anh chị rất là hài lòng với bộ ghế này. Thì sau đây em sẽ quay lại một chút sản phẩm này để cho các bác cùng xem nhé. Đấy, đây, đây là cơ sở sự sản xuất của anh. Đấy, anh mua bộ này để vào cái phòng khách này là chuyên để tiếp khách. Tức là đây là chỗ xưởng là hơn 1.200 mét các bác nhá. Đấy rất là rộng. Và đây là tổng thể bộ ghế móc chắc. Và bộ này là bộ chắc ta các bác nhá, chắc ta lên men đen rất là đẹp các bạn. Đấy, và sau khi mà bọn em đã vận chuyển kê vào trong này rồi thì em lên một đoạn clip ngắn để chia sẻ gửi tới các bác nhá. Đấy, siêu phẩm luôn. Kích thước ngoại cỡ mộng thủng tháo lắp các bác nhá. Đấy, rất là đẹp. Móc chắc ta. Đấy, trong này nó hơi tối. Và đây là chỉ là nơi anh tiếp khách và làm việc. Đấy, còn nhà ở là ở chỗ khác các bác nhá. Đấy, rất là đẹp này. Đấy, và mọi thông tin chi tiết các bác liên hệ qua hai số điện thoại là 083 626 499 hoặc 0985 230 888 nhá. Để sở hữu những món đồ tương tự hoặc những món đồ khác. Đấy, và cái kệ kia anh sẽ di chuyển về bên này sẽ đẹp tuyệt vời. Đấy, và trong này thì đây anh cũng chơi sập tủ chè này. Đấy, các bác xem này, đây cặp sập tủ của anh này. Đấy, gian thờ. Đấy, sập tủ tre vậy. Và em cũng sẽ quay cho các bác tham quan. Các bác muốn mua bánh quy, bánh kiệc là vào đấy nhá. Anh là đổ buôn khắp cả nước. Đây là đổ buôn chứ không phải là bán lẻ đâu ạ. Đây, xưởng đây. Đấy, hơn 1.000 mét vuông. Chia sẻ cho các bác cùng xem nhá. Và đây là anh nâng cấp đây. Bộ trường kỷ anh đang ngồi. Nhưng mà anh kê bộ trường kỷ ra chỗ khác để đổi bộ móc chắc ý vào. Đấy. Đây, xưởng kẹo nhà bánh quy rất là rộng các bạn. Đây, hơn 1.000 mét vuông các bác nhá. Đấy, bác nào mà làm bánh kẹo thì đây là dây chuyền. Đấy, bây giờ là buổi trưa. Đấy, buổi trưa là 12 giờ trưa và đâm ra thợ là đang nghỉ các bác nhá. Đấy, rất là nhiều công nhân làm. Đây, rất là nhiều công nhân làm việc nhưng mà bây giờ là đang là giờ nghỉ trưa. Đấy, thợ nghỉ. Và các bác hãy đăng ký kênh nhá để liên tục theo dõi cập nhật những clip mà bọn em đăng lên mới nhất và thường xuyên nhất. Cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại. Đấy, bác chủ nhà cũng xin chào đây. Xin chào các bác nhá.